Theo lời kể của nhân viên một nhà hàng ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng, vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 3, trong khi đang ăn cùng với vợ tại một nhà hàng, ông Nezan Dagin quốc tịch Ấn Độ xuất hiện choáng, đi lại loạn trọng, đã quỵ xuống đất, mất ý thức, vệ sinh không tự chủ. Gần như ngay lập tức, theo phản xạ, điều dưỡng đặng thị hạ đến nhân viên của trung tâm cấp cứu bệnh viện Bạch Mai đang ngồi ăn cùng bạn ở bán bên cạnh lao nhanh đến kiểm tra mạch cảnh, chi hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu, một một năm hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân. Sau khoảng vài chục lần ép tim ngoài lồng ngực theo chu kỳ, bệnh nhân có ý thức trở lại, ổn định chức năng sống và được xe cấp cứu 115 một một Đà Nẵng vận chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện ở địa phương.